lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong một ngày vô cùng đặc biệt, ngày 8 tháng 3 năm 2017. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Kim Phượng cũng như tất cả đội ngũ thực hiện chương trình này xin được gửi tới những lời chúc cho một nửa thế giới, tới các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em gái có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn xinh tươi và luôn luôn vui vẻ, yêu đời và xinh đẹp trong suốt 365 ngày trong một năm. Vâng, và quý vị và các bạn thân mến, thì như thường lệ, chương trình của chúng tôi luôn lên sóng vào 11 giờ sáng mỗi ngày trên fanpage Y tế Việt Nam. Và quý vị và các bạn có những băn khoăn thắc mắc gì và về vấn đề sức khỏe thì hãy ngay lập tức gửi tin nhắn cho chúng tôi để những chuyên gia đồng hành của chúng tôi sẽ chia sẻ và giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị một cách nhanh nhất quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trẻ thường có sức đề kháng rất là kém, vậy nên là rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Và cách tốt nhất để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm đó chính là tiêm chủng. Thì chủng ngừa giúp cho ngăn ngừa những sự lây lan của dịch bệnh, cũng như là giúp trẻ bảo vệ khỏi những cái biến chứng nguy hiểm mà các bệnh có thể gây ra cho trẻ. Và hiện nay thì việc tiêm chủng có thể bảo vệ bé của chúng ta trước 12 căn bệnh nguy hiểm. Chính vì thế là tuy nhiên thì những cái bậc làm cha làm mẹ thì cũng chưa hiểu rõ hết được cái tầm quan trọng cũng như là việc tiêm chủng như thế nào cho đúng nhất. Thì ngày hôm chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này với sự đồng hành của chuyên gia Lâm Thị Nhung, giảng viên của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Chị sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong suốt 30 phút của chương trình để cùng giải đáp những thắc mắc của quý vị xung quanh việc tiêm chủng cho bé như mình các bạn nhé. Vâng, xin chào chuyên gia. Vâng, lời đầu tiên thì cũng thay mặt cho những người làm chương trình cũng xin chúc chuyên gia có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ. Và cảm ơn chuyên gia đã bớt chút thời gian của mình trong cái ngày đặc biệt này để dành thời gian tương tác cùng với khán giả của chương trình Thời Thơ Tư Vấn Sức Khỏe. Vâng, xin lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới MC Kim Phượng, gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thầy Thuốc Tư Vấn Sức Khỏe của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Rất là vui và rất là vinh dự khi tôi được trở thành khách mời của chương trình ngày hôm nay và đồng hành cùng quý vị để giải đáp những thắc mắc về vấn đề tiêm chủng cho trẻ. Vâng, chuyên gia Lâm Thị Nhung của chúng tôi đã gửi lời chào tới quý vị rồi. Và ngay bây giờ quý vị còn chần chừ gì nữa mà không like cũng như là chia sẻ video này dưới chế độ công khai và đặt câu hỏi của mình ngay dưới phần bình luận của video này. Ngay bây giờ thì đội ngũ của chúng tôi đã sẵn sàng rồi và để chuyên gia của chúng tôi cũng đã sẵn sàng rồi để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn. Vâng, chuyên gia Lâm Thị Nhung thân mến, thì có thể nói rằng là ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện và cũng như là giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị khán giả về một cái vấn đề đó là tiêm chủng, đúng không ạ? Vâng, thường thường người ta nhắc đến tiêm chủng và nhắc đến là tiêm vaccine, đúng không ạ? Vậy thì theo chuyên gia có thể chia sẻ cho Kim Phượng một chút về câu hỏi đó là vaccine là gì và tại sao cần phải tiêm chủng vaccine cho trẻ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC. Về vaccine cho trẻ thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Và việc vaccine là gì, tại sao phải tiêm phòng vaccine cho trẻ cũng là thắc mắc của rất là nhiều các bạn. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một chút thông tin. Thứ nhất về khái niệm vaccine là gì. Thì vaccine đó là một chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên được đưa vào cơ thể với mục đích để tạo ra một hệ miễn dịch chủ động giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh. Nhưng mà như vậy thì khá là khó hiểu đúng không ạ? Nói một cách đơn giản hơn đó là trong vaccine thì sẽ chứa các vi khuẩn, virus hoặc là một dạng protein đặc trưng cho vi khuẩn virus. Các nhân tố này khi mà thì đã được xử lý tới mức được làm yếu hoặc làm chết để khi đưa vào cơ thể nó không có khả năng gây hại cho cơ thể mà nó sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể để chống lại chúng và hình thành một trí nhớ miễn dịch để sau này khi mà cơ thể chúng ta gặp đúng vi khuẩn virus đó thì sẽ nhanh chóng có một lượng kháng thể đủ để chống lại vaccine, chống lại các vi khuẩn virus đó và chúng ta sẽ không bị bệnh đó nữa. Vâng, vậy thì như theo tìm hiểu của Kim Phượng thì khi mà trẻ sinh ra ấy, thì đã phải tiêm những cái mũi vaccine nhất định rồi. Vậy thì thưa chuyên gia là những cái mũi vaccine nào mà bắt buộc phải tiêm cho trẻ trong quá trình phát triển ạ? Vâng, đúng rồi. Trẻ sẽ trong quá trình lớn lên của trẻ thì bắt buộc có những mũi tiêm cần phải tiêm cho trẻ. Bởi vì trẻ khi sinh ra rất là non nớt, miễn dịch trẻ khi mà được sinh ra thì là có một số
cái miễn dịch được mẹ di truyền cho, nhưng mà cái miễn dịch này thì nó không nhiều và tồn tại không lâu, thường sẽ chỉ tồn tại từ 1 tháng cho tới 1 năm, và trẻ sẽ cần phải tiêm bổ sung một số loại vaccine để có được cái miễn dịch cơ bản nhất. Trên thị trường thì hiện có rất là nhiều loại vaccine, tuy nhiên những loại vaccine mà bắt buộc cần thiết phải tiêm cho trẻ đó chính là những loại vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế. Kim Phượng đã từng nghe về chương trình này chưa ạ? Kim Phượng thì cũng đã nghe qua rất là nhiều, cũng như là trên thông tin báo đài hoặc là các phương tiện thông tin đại chúng là nói rất nhiều. Cũng ví dụ như vừa rồi có một cái vaccine 5 trong 1 đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Và chương trình tiêm chủng mở rộng thì cho phép tôi được nói thêm một chút, đó là chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế thì được triển khai trên toàn quốc. Trẻ sẽ tiêm tại tất cả các trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng, và các mũi tiêm này dành cho trẻ thì là hoàn toàn miễn phí ạ. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì sẽ có một số loại vaccine trẻ nhất định phải tiêm theo tính chất tuổi đời của trẻ. Và khi mà trẻ sơ sinh, thì tôi nghĩ rằng là đây là có những cái mũi rất là quan trọng đúng không? Vậy là cái mũi đó là mũi như thế nào ạ? Đúng rồi, ngay khi trẻ sinh ra thì sẽ cần đầu tiên đó là phải tiêm phòng viêm gan B mũi 1 trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, và tiêm vaccine phòng lao BCG càng sớm càng tốt ở tháng thứ 2 và tháng thứ 3, tháng thứ 4 của trẻ. Thì lúc này trẻ sẽ mỗi tháng trẻ sẽ cần bổ sung tiêm một mũi 5 trong 1 phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm não Nhật Bản, viêm màng lão mủ do HIP, và trẻ sẽ phải uống 3 liều vaccine phòng bại liệt bổ sung. Tiếp theo là theo tuổi đời của trẻ, thì khi trẻ được 9 tháng tuổi, trẻ sẽ phải tiêm phòng vaccine phòng sởi mũi thứ nhất, và đến 18 tháng tuổi thì sẽ tiêm phòng sởi nhắc lại mũi thứ hai và nhắc lại tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván. Khi trẻ đủ 12 tháng tuổi trở lên thì trẻ sẽ phải bổ sung 3 mũi phòng viêm não Nhật Bản B. Mũi thứ nhất đó là khi trẻ 12 tháng tuổi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 đến 2 tuần, và mũi thứ ba thì cách mũi thứ hai sau đó là 1 năm. Những vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì quý vị các bạn hãy ghi nhớ lại lịch trình và cho trẻ tiêm. Chỉ cần trẻ tiêm đầy đủ theo đúng lịch trình của chương trình tiêm chủng mở rộng thì bố mẹ có thể tương đối yên tâm về miễn dịch được trang bị cho trẻ. Thưa chuyên gia thì Kim Phượng cũng có rất là thắc mắc, bởi vì nếu mà có cái trường hợp mà là khi mà vaccine là những cái vi khuẩn đúng không ạ? Bản chất đó là vi khuẩn, vậy thì sẽ có những cái trường hợp mà trẻ không được tiêm phòng đúng không ạ? Vậy những trường hợp với cụ thể như thế nào thì chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không ạ? Vâng, đúng rồi. Việc tiêm phòng vaccine cho trẻ thì rất là tốt, có tác dụng tạo lên miễn dịch cho trẻ. Tuy nhiên, do cái bản chất của vaccine là những cái vi khuẩn, virus được giảm yếu hoặc là làm chết đi, thì nó cũng có những cái chống chỉ định, tức là có những trẻ không lên tiêm phòng. Những trường hợp trẻ không lên tiêm phòng, thứ nhất đó là trẻ bị sốt và đang hoặc là đang mắc các bệnh truyền nhiễm, mắc các bệnh cấp tính, nhiễm khuẩn cấp tính, ví dụ như là viêm phổi, sởi hay là thương hàn. Bởi vì khi những trường hợp trẻ đang ốm như vậy thì sức đề kháng sẽ kém hơn thôi. Và trong trường hợp này thì bố mẹ hãy trì hoãn cái việc tiêm lại và chăm sóc cho trẻ để cho trẻ khỏi ốm và hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Khi trẻ khỏe mạnh thì hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế để tiêm ngừa cái mũi còn thiếu đó. Trường hợp thứ hai trẻ không lên tiêm phòng, đó là trẻ đã có tiền sử dị ứng hoặc là sốc phản vệ với các loại vaccine đó ở lần tiêm chủng trước. Và với trường hợp này thì bố mẹ lưu ý là trẻ có thể là dị ứng với vaccine này nhưng mà không dị ứng với vaccine khác, cho nên là việc tiêm phòng của trẻ sẽ cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ và hãy thông báo cho bác sĩ những tiền sử dị ứng về vaccine, tiền sử về dị ứng kháng sinh hay dị ứng thuốc, thức ăn của trẻ để cho bác sĩ có những cái chỉ định phù hợp nhất với con của bạn. Vâng, Kim Phượng thì cũng rất băn khoăn cũng như rất là thắc mắc, bởi vì là nếu mà trong cái, bởi vì công việc của Kim Phượng rất là bận rộn đó, tức là làm truyền hình có thể là đi công tác nhiều ngày, và có thể là trong cái đợt mà đi công tác thì lại đúng là đợt tiêm của con, và có thể là cả hai vợ chồng đều đi ấy, vì ông bà nhà thì ông bà cũng bận. Vậy thì Kim Phượng muốn hỏi thêm một chút xíu nữa là nếu mà trong cái lịch trình tiêm, ví dụ như là Kim Phượng có quên mất một mũi thì phải giải quyết như thế nào ạ? Vâng, cái vấn đề của Kim Phượng cũng là vấn đề gặp phải của rất là nhiều các gia đình trẻ. Bố mẹ bận và quên mất hoặc là không thể xử lý được cái việc đưa trẻ đi tiêm phòng. Thì trong trường hợp này cần phải xử lý như thế nào? Đó là ngay khi nhớ ra và ngay khi thu xếp được, hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế để tiêm phòng bổ sung những mũi còn thiếu. Bởi việc trì hoãn thì không tốt cho trẻ một chút nào cả. Và bố mẹ hãy lưu ý rằng là chúng ta nên ghi lại những cái
lịch trình tiêm chủng của trẻ vào lịch, hoặc là những cái ứng dụng ở trên điện thoại ấy, để cho mình không quên, để cho cái việc tiêm chủng của trẻ được diễn ra theo đúng lịch trình và tốt nhất cho trẻ. Ngay ngày hôm nay thì sau khi lời khuyên của chuyên gia Lâm Thị Nhung thì Kim Phượng sẽ download những cái ứng dụng về để có thể không bao giờ quên cái lịch trình tiêm của con mình mặc dù bận rộn đến đâu. Vâng, chuyên gia Lâm Thị Nhung thân mến, thì đã có rất là nhiều câu hỏi gửi về nhờ chuyên gia tư vấn rồi ạ. Kim Phượng xin được phép ba đọc câu hỏi đầu tiên của một bạn khán giả có tên là Hoàng Dung ạ. Tôi có nghe nói về vaccine 5-in-1 sau tiêm có nhiều trẻ bị sốt cao, co giật, nhập viện, thậm chí là tử vong. Tại sao lại như vậy và tôi có nên cho con tiêm mũi 5-in-1 đó không? Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Cái về vấn đề này thì báo đài cũng đã đưa tin rất là nhiều rồi, không khỏi khiến cho chúng ta hoang mang đúng không? Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ một chút về vaccine 5-in-1 này. Vaccine 5-in-1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng có tên gọi là vaccine Quinvasem, xuất xứ từ Hàn Quốc và được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng của nước ta từ năm 2010. Sau vào vaccine này thì có tác dụng phòng 5 bệnh nguy hiểm, đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ do HIV. Vaccine này thì đã được tiêm theo diện tiêm chủng mở rộng và được tiêm phòng miễn phí. Sau 7 năm đưa vào thì nó cũng chứng tỏ được những cái điểm mạnh của nó, tức là trẻ đã phải tiêm ít hơn để phòng được 5 bệnh kể trên. Thì trước kia trẻ phải tiêm tới 9 mũi, thì nhờ có mũi này thì trẻ đã chỉ cần phải tiêm có 3 mũi thôi. Và cái hiệu quả của nó là vẫn tiếp tục duy trì kết quả phòng bệnh, và trong 7 năm này thì không hề có sự tái xuất của dịch bệnh 5 bệnh trên. Tuy nhiên thì trên thực tế vaccine này cũng có một số mặt hạn chế. Theo thống kê thì có khoảng 10% trẻ sau khi tiêm phòng vaccine Quinvasem này thì có những cái phản ứng tại chỗ như toàn thân, ví dụ như là trẻ sưng đau tại chỗ tiêm, họ có sốt nhẹ và quấy khóc. Tuy nhiên thì những cái phản ứng này thì cũng sẽ nhanh chóng hết sau khoảng 24 đến 48 giờ sau tiêm. Cha mẹ không nên quá lo lắng. Và có một số những trường hợp đặc biệt thì là trẻ có những cái phản ứng nghiêm trọng đặc biệt đối với vaccine này, và gây ra những cái trường hợp là trẻ phải nhập viện hoặc là tử vong cũng rất là đáng tiếc. Về vấn đề này thì Bộ Y tế của chúng ta cũng đã nghiên cứu và họp báo cũng như là thông báo rằng họ vẫn tiếp tục thống nhất rằng Quinvasem vẫn được xem là an toàn với mục đích là tạo ra miễn dịch trên cộng đồng. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì khuyến cáo rằng không có loại vaccine nào là an toàn tuyệt đối cả. Cho nên là việc báo đài đưa tin như vậy thì cũng khiến hoang mang và chúng ta có thêm chút thông tin về Quinvasem. Còn về câu hỏi thứ hai, đó là bạn có nên đưa con trẻ đi tiêm phòng vaccine này hay không? Thì câu trả lời của tôi đó là bạn nên cân nhắc vào tình hình thực tế. Thứ nhất, vaccine này thì vẫn được Bộ Y tế đưa vào sử dụng chứng tỏ tính an toàn cho phép. Và thứ hai, vaccine Quinvasem nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì là miễn phí. Còn với vaccine dịch vụ thì với giá là 650.000 đồng một mũi. Còn với lý do thứ ba, đó là vaccine dịch vụ thì thường trong tình trạng thiếu cung cấp, cho nên là dẫn đến những cái đợt mà cha mẹ phải xếp hàng qua đêm để mà có được vaccine tiêm cho trẻ. Mà việc xếp hàng hay là trì hoãn để mà chờ đợi vaccine dịch vụ thì là không tốt cho trẻ. Cho nên là bạn hãy cân nhắc vào tình hình thực tế để có những cái lựa chọn phù hợp nhất với con trẻ. Vâng, khán giả Yến Chi có gửi câu hỏi như sau ạ. Vâng, lại liên quan đến mũi tiêm 5-in-1 ạ. Vâng, ngoài Quinvasem có vaccine dịch vụ nào khác, đó là những và có cái điều khác biệt gì so với cái vaccine Quinvasem hay không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Yến Chi ạ. Ngoài Quinvasem ra thì chúng ta còn có hai loại vaccine dịch vụ khác mà thường được sử dụng. Thứ nhất đó là vaccine 6-in-1 có tên gọi là Infanrix. Vaccine này thì có xuất xứ từ Bỉ và phòng được 6 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và viêm màng não mủ do HIV. Vaccine này thì được sản xuất bằng công nghệ mới với thành phần ngừa ho gà, đó là thành phần vô bào tinh lọc, và mức giá của vaccine này là 680.000 đồng một mũi. Vaccine dịch vụ thứ hai các bạn thường nghe hơn đó là vaccine 5-in-1 Pentasim, có xuất xứ từ Pháp. Vaccine này thì phòng được 5 bệnh, đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và viêm màng não mủ do HIV. Vaccine Pentasim này cũng được sản xuất bằng công nghệ mới
với thành phần ngừa ho gà tinh lọc. Và vaccine này có giá là 650.000 đồng một mũi. Còn về thông tin về vaccine quyên vào xem cũng như là tự đã vừa chia sẻ ở trên, phòng được 5 bệnh, đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng lão mủ do HIV. Vậy thì sự khác nhau chính giữa các loại vaccine này đó chính là ở thành phần ngừa ho gà. Ở vaccine dịch vụ thì thành phần ngừa ho gà tinh lọc, cho nên là trẻ sẽ sau khi tiêm trẻ sẽ ít những cái phản ứng nhạy cảm hơn, ví dụ trẻ sẽ ít đau hơn, ít sưng nóng và cũng ít sốt hơn nữa. Với vaccine Quinvasem thì sản xuất bởi công nghệ cũ hơn. Thành phần ngừa ho gà ở đây là chứa các xác tế bào ho gà đã được làm chết đi, cho nên là khi đưa vào cơ thể thì sẽ thường sẽ gây những cái phản ứng nhạy cảm hơn, ví dụ trẻ sẽ đau hơn, sưng đỏ nhiều ở chỗ tiêm nhiều hơn và thường gây sốt nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì miễn dịch do khi mà cái miễn dịch do tạo thành bởi vaccine Quinvasem thì sẽ theo nghiên cứu là sẽ bền vững hơn bởi vì chứa tế bào ho gà. Vừa rồi thì bạn Yên Chi thân mến, nhưng vừa rồi là có những cái vaccine khác ngoài Quinvasem như vừa rồi là chuyên gia Lâm Thị Nhung của chúng tôi đã chia sẻ, thì hy vọng rằng bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho con nhà mình với những cái loại vaccine vừa rồi chuyên gia của chúng tôi đã đưa đến cho bạn, và hy vọng rằng thì bé nhà mình luôn khỏe bạn nhé. Vâng, một bạn khán giả có tên Thu Hương gửi đến câu hỏi nhờ chuyên gia như sau ạ. Phản ứng thường gặp sau tiêm phòng là gì và phải chăm sóc trẻ như thế nào khi có những phản ứng như thế này? Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào bạn Thu Hương. Sau đây tôi xin được phép giải đáp thắc mắc của bạn. Nhất là các phản ứng thường gặp sau tiêm phòng. Sau tiêm phòng thì bé thường gặp một số phản ứng nhẹ ở tại chỗ cũng như là toàn thân. Ví dụ như là trẻ có thể là sưng, nóng, đỏ, đau tại cái vị trí tiêm. Trẻ sốt nhẹ dưới 38 độ. Trẻ quấy khóc nhiều hơn, bỏ bụng, bú, ăn bú cũng kém hơn nữa. Tuy nhiên thì những cái dấu hiệu này thì cũng sẽ nhanh chóng hết sau 24 đến 48 giờ sau tiêm. Bố mẹ cũng không nên quá lo lắng. Về việc phải chăm sóc trẻ khi tiêm chủng như thế nào? Thì tôi xin được phép tư vấn, đó là chăm sóc trẻ khi trước khi tiêm chủng, trong khi tiêm và sau khi tiêm. Chăm sóc trẻ trước khi tiêm thì mẹ lên cho trẻ bú trước khi cho bé đi tiêm, không nên bú quá lo, tuy nhiên cũng không nên để cho tình trạng trẻ bị đói hoặc là thiếu năng lượng trong tiêm, và lên cho bé mặc những quần áo rộng rãi để có thể dễ dàng bộc lộ vị trí tiêm. Trong khi trẻ tiêm chủng thì bố mẹ hãy phụ giúp các nhân viên y tế dỗ giữ trẻ để cho trẻ bớt sợ hãi, bớt khóc, bớt quấy khóc hơn. Và ngay sau khi tiêm chủng thì bố mẹ hãy để cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng khoảng 30 phút đến 1 tiếng để có thể phát hiện ra những cái phản ứng tức thời nguy hiểm. Và sau khi về nhà thì hãy chú ý đến trẻ nhiều hơn, cho trẻ bú nhiều hơn, theo dõi nhiệt độ của trẻ. Nếu như mà trẻ sốt thì hãy tiến hành lau mát và cho trẻ dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ. Hoặc khi quan sát theo dõi trẻ sau khi tiêm thì bố mẹ nên chú ý một số những cái dấu hiệu nguy hiểm. Thứ nhất đó là trẻ sốt cao trên 39 độ, kéo dài 48 giờ liên tục. Trẻ quấy khóc nhiều và trẻ co giật và có những cái dấu hiệu như là khó thở, tím tái. Và khi mà gặp phải một trong các trường hợp này thì bố mẹ hãy nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế để có những cái can thiệp kịp thời. Vừa rồi là những chia sẻ của chuyên gia Lâm Thị Nhung của chúng tôi, rất là cụ thể, rất là chi tiết đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay nho nhỏ và có thêm một cây bút để các bạn nốt lại những ý kiến vừa rồi của chuyên gia Lâm Thị Nhung để có thể có một cái phương pháp cũng như là một cách chăm sóc bé nhà mình, cũng như là một cách lựa chọn một cách nào đó để cho bé nhà mình tiêm phòng một cách hợp lý đúng không thưa chuyên gia? Trước khi bước sang những cái tư vấn tiếp theo của chuyên gia Lâm Thị Nhung của chúng tôi thì Kim Phượng cũng xin được chúc mừng một khán giả có tên Yến Nhi. Bạn ấy đã là người trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của số vừa rồi, và bạn đã nhận được phần thưởng trị giá 200.000 đồng từ ban tổ chức. Và bạn Yến Nhi thân mến, hãy ngay nhanh chóng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ chủ động gửi những phần thưởng rất thú vị của chương trình đến cho bạn một cách nhanh nhất bạn nhé. Và cũng xin được chúc mừng và cảm ơn sự đồng hành của bạn trong suốt thời gian vừa qua với chương trình kiến thức tư vấn sức khỏe. Và bây giờ thì Kim Phượng cũng xin được đọc câu hỏi của số lần này như sau. Tiêm phòng viêm não Nhật Bản gồm bao nhiêu mũi? A. 1 B. 2 C. 3
Và các bạn lưu ý điều kiện để tham gia mini game show của chương trình về thuốc tư vấn sức khỏe đó chính là bạn phải like cũng như là chia sẻ video này ở chế độ công khai để nhiều bạn bè của bạn biết hơn về chương trình, để chúng tôi có thể đến gần với các bạn hơn, để có thể chăm sóc sức khỏe của các bạn một cách tốt hơn. Và các bạn đừng quên là comment câu trả lời của mình ngay ở phía bên dưới, ban tổ chức của chúng tôi sẽ tổng hợp và trao giải cho các bạn ngay vào số thầy thuốc tư vấn sức khỏe lần sau. Và cũng xin chúc mừng và cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua với chương trình thầy thuốc tư vấn sức khỏe, và chúc các bạn may mắn trong và trả lời nhanh nhất câu hỏi của tuần này. Chuyên gia thân mến, một bạn khán giả có tên Facebook là Bố Gấu ạ. Vâng, có thể là một ông bố rất là tâm lý đấy ạ. Vâng, chào bác sĩ, cho em hỏi một chút. Cháu nhà em đã tiêm viêm não Nhật Bản mũi 1, nhưng sau một tuần cháu bị sốt nên không thể tiêm mũi 2. Vậy khi nào cháu có thể tiêm lại được, 1 tháng hay là sau 1 năm ạ bác sĩ? Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả Bố Gấu ạ. Vâng, bé nhà bạn đã tiêm phòng viêm não Nhật Bản mũi thứ nhất. Tôi xin nhắc lại về lịch trình tiêm phòng viêm não Nhật Bản cho trẻ. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên thì sẽ cần tiêm 3 mũi. Đó là mũi thứ nhất vào lúc 12 tháng tuổi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất là 1 tuần đến 1 đến 2 tuần, mũi thứ ba cách mũi thứ hai là sau đó 1 năm. Bé nhà bạn đã tiêm được mũi thứ nhất, tức là 1 đến 2 tuần sau bé sẽ cần tiêm mũi viêm não Nhật Bản mũi thứ hai. Tuy nhiên bé nhà bạn đang bị sốt, tức là làm trong các trường hợp mà trẻ không nên tiêm phòng. Vậy thì bạn hãy thì trường hợp này bé sẽ cần trì hoãn việc tiêm chủng lại. Bạn hãy chăm sóc cho bé khỏi bệnh và hồi phục sức khỏe. Và sau khi bé đủ điều kiện tiêm chủng thì hãy đưa trẻ tới các điểm tiêm chủng để tiêm bổ sung cho bé mà không cần phải chờ đợi mốc 1 tháng hay là 1 năm bạn nhé. Vâng, bạn khán giả có tên Facebook là Tất Đạt Phạm ạ. Vâng, có thể trì hoãn tiêm vaccine được không? Và nếu có thể trì hoãn thì trì hoãn được bao lâu? Vâng, xin chào bạn Tất Đạt Phạm. Về việc trì hoãn tiêm phòng vaccine, thì việc tiêm phòng vaccine cho trẻ thì tối ưu nhất đó là tiêm theo đúng lịch trình của chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên thì cũng như là Kim Phượng hoặc là rất nhiều bố mẹ gặp phải là không rất là có nhiều trẻ là không được tiêm đúng lịch trình như vậy, bởi rất là nhiều các lý do, ví dụ như là đến thời điểm tiêm chủng trẻ bị ốm sốt, hoặc là bố mẹ bận, hoặc là trong trường hợp có nhiều phụ huynh thì chờ đợi vaccine dịch vụ. Thì trên thực tế việc trì hoãn là có thể, nhưng vấn đề là trì hoãn trong bao lâu. Thì chúng ta không nên trì hoãn quá lâu, bởi trong thời gian trì hoãn này trẻ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh do trong thời gian này trẻ chưa có được miễn dịch. Vậy nên ví dụ như là trường hợp như là trẻ các mũi cách nhau 1 tháng thì bạn có thể trì hoãn 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần. Thì chúng ta không nên trì hoãn quá lâu tới 1 hay là 2 tháng nếu như mà không vì lý do bất khả kháng về sức khỏe của bé. Vâng, bạn là khán giả có tên Facebook là Phạm Minh Hằng ạ. Đặt câu hỏi cho chuyên gia Lâm Thị Nhung như sau. Vâng, chào chương trình, con tôi sắp được 12 tháng tuổi. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng thì chích ngừa viêm não Nhật Bản. Gia đình tôi tạm trú tại Hà Nội và chích ngừa tại trạm y tế phường. Nhưng trong thời gian bé được 12 tháng tuổi thì gia đình tôi có việc phải về Bắc Giang quê ngoại. Xin cho tôi hỏi nếu trong thời gian ở Bắc Giang thì tôi có thể chích ngừa cho bé tại trạm y tế xã được hay không? Hay là nếu chích trễ hơn có được không ạ? Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chào bạn Phạm Minh Hằng. Bé nhà bạn có vẻ là đã nắm khá rõ về lịch trình tiêm chủng của chương trình tiêm chủng mở rộng rồi đấy. Nhưng có một điều bạn lưu ý thêm, đó là chương trình tiêm chủng mở rộng thì sẽ được tiêm ở tất cả các địa phương, tại các phòng trung tâm y tế dự phòng, các trạm y tế xã, không kể hộ khẩu thường trú. Cho nên là trong thời gian tới khi mà bạn về Bắc Giang thì bạn hoàn toàn có thể đưa bé ra các trạm y tế xã để tiêm chủng cho bé, mà để cho theo đúng lịch trình sẽ là tốt nhất cho trẻ. Thì không có lý do gì để chúng ta lại trì hoãn cái việc tiêm cho trẻ cả. Vâng, một bạn khán giả có tên Facebook là Hằng Lại ạ. Xin hỏi chương trình là cháu nhà tôi được gần 1 tháng tuổi. Tôi đang băn khoăn là việc tiêm Quinvasem hay là Pentasim lẫn lộn thì có ảnh hưởng gì không? Có thể đăng ký tiêm được Pentasim, nếu không đăng ký được thì phải tiêm Quinvasem. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hằng Lại. Cháu nhà bạn được gần 1 tháng tuổi, tức là thời gian tới vào tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 thì trẻ sẽ cần phải tiêm vaccine để phòng lại 6 bệnh. Đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và viêm màng não mủ do HIP. Quinvasem và Pentasim là vaccine 5 trong 1. Tức là khi mà các loại này với chỉ có phòng được 5 bệnh và trẻ sẽ phải bổ sung thêm một loại vaccine ở bên ngoài nữa. Ví dụ như là khi trẻ đang tiêm vaccine Pentasim thì trẻ sẽ cần phải bổ sung thêm vaccine bại liệt.
Trẻ đang tiêm vaccine pentaxim thì tức là có các thành phần đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và viêm màng não mủ do HIV thì trẻ sẽ cần phải bổ sung thêm mũi viêm gan B nữa. Còn với trẻ tiêm vaccine quinvasem thì sẽ phòng được 5 bệnh đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ do HIV thì trẻ sẽ cần phải uống bổ sung thêm vaccine bại liệt. Việc bạn tiêm lẫn lộn giữa hai loại vaccine này là có thể, và điều này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cũng như là khả năng tạo ra miễn dịch của trẻ cả. Với việc tiêm lẫn lộn này thì bạn nên báo trước với các nhân viên y tế tại địa điểm tiêm để cho họ có những cân nhắc và có những lời khuyên hợp lý ạ. À, vâng, bạn là khán giả có tên Hoàng Hải ạ. Vâng. Vâng, nhờ chuyên gia tư vấn như sau: cháu nhỏ nhà tôi hiện tại được 2 tuần tuổi rồi, chưa tiêm vaccine phòng bệnh lao, gia đình không có điều kiện đưa đi tiêm dịch vụ. Xin hỏi nếu sang tháng 4 tiêm theo lịch tiêm chủng mở rộng tại địa phương, khi đó cháu hơn 1 tháng tuổi thì có tác dụng hay không? Vâng, xin chào bạn Hoàng Hải. Bé nhà bạn được 2 tuần tuổi ạ. Vâng, theo chương trình tiêm chủng mở rộng thì trẻ sau khi sinh ra thì những mũi đầu tiên đó là trẻ cần phải tiêm vaccine phòng lao càng sớm càng tốt. Bé nhà bạn đã để lỡ cái thời điểm sau khi sinh và chưa tiêm cho trẻ thì ngay bây giờ, ngay lập tức bạn hãy đưa trẻ tới các điểm tiêm chủng để tiêm bổ sung cho trẻ. Bạn sẽ không cần phải chờ đợi đến tháng 4 bởi vì trẻ nhà bạn sẽ luôn được tiêm chủng cái mũi tiêm phòng lao này miễn phí ạ. Không cần phải chờ đợi đến đó đâu. À, vâng, khán giả Hoàng Hải thân mến, thì vừa chia sẻ vừa rồi thì của chuyên gia của chúng tôi thì ngay lập tức bạn hãy đưa bé nhà mình đến một cơ sở y tế gần nhất để có thể tiêm chủng, bởi vì là theo chuyên gia Lâm Thị Nhung vừa tư vấn ấy, thì là cái mũi tiêm này thì có thể tiêm chủng miễn phí bất cứ lúc nào đúng không ạ? Vâng, Nếu đúng mà rồi ạ. bé nhà mình Càng chưa sớm được càng tốt tiêm ạ. thì càng sớm càng tốt bạn nhé. Vâng, một bạn khán giả có tên Hải Yến chia sẻ như sau ạ: em chào chương trình, em có câu hỏi là bé nhà em được 30 tháng, đã tiêm sởi 2 mũi, mũi 1 lúc 9 tháng, mũi 2 lúc 18 tháng. Vậy giờ em muốn cho con em tiêm mũi sởi quai bị rubella có được không ạ? Và tiêm thì cách 2 mũi sởi kia trong vòng bao lâu? Vâng, xin chào bạn Hải Yến. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Bé nhà bạn bây giờ là đã được 30 tháng và đã tiêm đầy đủ 2 mũi sởi. Bây giờ là bạn muốn cho bé tiêm phòng mũi 3 trong 1 đó là mũi sởi, rubella, quai bị. Việc tiêm như vậy thì sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cũng như việc sản khả năng sinh miễn dịch của kháng sinh cả. Và bạn chỉ cần lưu ý một chút đó là khoảng cách giữa hai mũi tiêm này đó là cách nhau tối thiểu 1 tháng. Vâng, một câu hỏi của một bạn khán giả có tên là Khắc Hiếu ạ. Vâng, chương trình cho em hỏi, hiện tại cháu nhà em được 29 tháng tuổi, em đã cho cháu tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng ở trạm y tế xã. Nay em muốn cho cháu tiêm thêm một số mũi tiêm khác thì nhờ chương trình tư vấn cho em với ạ, vì giờ có quá nhiều loại vaccine. Vâng, Đấy. xin chào bạn Khắc Hiếu. Đối với các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì bạn đã tiêm đầy đủ cho bé rồi. Và bây giờ bạn có nhu cầu là tiêm thêm những cái vaccine này bên ngoài nữa. Bây giờ thị trường vaccine thì cũng rất là phong phú và đa dạng, có rất là nhiều vaccine, ví dụ là vaccine phòng tiêu chảy do rotavirus, vaccine phòng cúm, vaccine phòng thủy đậu. Tuy nhiên thì mỗi loại vaccine này thì sẽ có những cái chỉ định và chống chỉ định riêng. Ví dụ như là đối với vaccine phòng cúm thì sẽ phải chống chỉ định đối với những trẻ có dị ứng với trứng. Và vậy nên thì để tốt nhất thì bạn hãy đưa trẻ tới các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để các bác sĩ thăm khám và có những cái chỉ định phù hợp nhất bạn nhé. À, vâng, có lẽ rằng là đã có còn rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chúng tôi ạ, và tiếp tục rất là nhiều câu hỏi gửi đến nhờ cho chuyên gia Lâm Thị Nhung tư vấn ạ. Nhưng mà có lẽ là bây giờ chương trình của chúng tôi đã bước đến sang phút thứ 29 rồi, và cũng là bước sang cái thời gian mà gần kết thúc chương trình rồi. Vậy thì quý vị và các bạn thì cứ có những cái câu hỏi nào về vấn đề vaccine thì hãy cứ gửi lên cho chúng tôi, và chuyên gia Lâm Thị Nhung của chúng tôi luôn sẵn sàng đúng không ạ, Vâng, và đúng trả lời giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị ngay sau chương trình ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì hy vọng rằng với những cái chia sẻ vừa rồi của chuyên gia dược sĩ Lâm Thị Nhung của chúng tôi thì các bạn cũng như là các bậc làm cha làm mẹ có những thêm một chút ít thông tin nho nhỏ để có thể bảo vệ và chăm sóc bé như mình, những con em mình thật là mạnh khỏe các bạn nhé. Và đến bây giờ thì Kim Phượng và cũng như là chuyên gia Lâm Thị Nhung phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo, và xin chúc quý vị có một buổi trưa ngon miệng.